Xin chào toàn thể các bác thợ ong đánh ong rừng trên toàn quốc nha. Hôm nay thì có tổ ong bỏ vẽ ở đây. Nói chung nó làm đúng dây phơi chỗ nhà dân nên là đi giải cứu cho nhà dân đây. Thì sau đây em sẽ đi bắt cái tổ này. Em sẽ dùng túi ong nút nó lại. Các bạn dùng túi ong nút nó lại xong rồi là chụp thôi, nhưng mà quân nó vẫn ở bên ngoài các bạn. Quân nó như kiểu hôm nay nóng quá, nó giáp với cả cái mái này, tham gia quân nó tản ra ngoài cũng tương đối là đông. Đấy, mời các bạn đón xem nhé. Không nhìn thấy lỗ nó đâu các bạn. Túi ong nó hơi dài các bạn, hơi to. Đây. Bịt lỗ rồi đấy các bác. Rồi các bạn, úp may quá nó lại không bay, thế là bắt được hết. Bắt được hết mẹ các bạn. Đây. Thôi giải cứu cho các bác để các bác còn vào nhà tắm. Thôi chào các bác nhá. Hẹn các bác video lần sau. Bác nào cần đồ bắt ong rừng cứ liên hệ em nhá, đồ bẫy chim đêm chim ngày. Nhà em đầy đủ, xin chào toàn thể các bác.